Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây là số thứ hai trong chuyên mục Podcast nói về mùi hương. Và ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một cái không gian phải gọi là quá đẹp. Và chúng ta cũng có một khách mời cũng là một người rất đặc biệt và là chủ không gian này. Thì mình sẽ nhường lời lại cho bạn nữ ở đây để bạn ấy giới thiệu. Xin chào mọi người, mình là Kin, mình là chủ của cửa hàng nước hoa Parfum The Kin ở Sài Gòn. Mình xây dựng không gian này nhằm mục đích là chia sẻ mùi hương, những mùi hương trên thế giới đến với người Việt Nam. Đó là cái chủ đích của mình khi mà mình thành lập cái nhãn hàng nước hoa của mình. Thế thì anh muốn hỏi, đến đây thì gọi là Kim hay là gọi bằng cái tên anh biết là Hạnh? Em nghĩ là gọi em bằng Kim đi, tại vì cái tên là cái tên gắn liền với lại cái khoảng thời gian trong quá khứ của em. Thì là cái tên mà em rất là trân trọng nên em lấy cái tên đó làm cái Parfum The Kin, dạ, thế rồi. Giới mùi hương của dạ, Kim. Rồi. Dạ đúng rồi. Nên là cái tên này nó có ý nghĩa là những cái mùi hương mà em sẽ mang về đây để cho những người Việt Nam có thể biết đến. Tại vì trên thế giới á, một năm có khoảng từ 2 đến 3 ngàn mùi hương được sản xuất. Nên vì vậy mà theo cái nhận định của em hiện tại thì số lượng mùi hương ở Việt Nam quá ít. Nên các bạn... Nên em muốn mang những cái mùi hương trên thế giới về đây để cho các bạn có thể mở rộng ra được cái nhìn nhận cũng như cái tư duy mùi hương của thế giới như thế nào. Chứ không hẳn là những cái bad boy hay good girl như các bạn đang nghĩ hiện tại. Đấy là gọi là chuyên đi diệt bad boy và good girl ở trên nền tảng TikTok. Thế là anh có một cái thắc mắc là tại vì anh biết Kim qua TikTok là chính. Trước đây thì cũng có nghe một vài người bạn nói trên những hội nhóm nhưng mà cũng chưa được biết. Và sau đó thì có xem TikTok của Kim thì thấy rằng là không gian nó quá tuyệt vời. Như các bạn thấy đây là chúng ta có một gam màu tối. Cái gam màu này nó có liên quan gì đến một phần nào đó về cái kỷ niệm hay là vào một cái gì đặc biệt của mình không? Nó không liên quan gì đến kỷ niệm đâu hết. Nhưng mà khi mà em set up cái màu tối kiểu như là không gian và cả ánh sáng, nếu mà các bạn bước vào cửa hàng của mình á thì hầu như các bạn sẽ thấy là gam màu tối và ánh sáng của mình sẽ hạ hết mức có thể để thứ nhất là mình muốn các bạn tập trung vào khứu giác, tức là thị giác của bạn sẽ giảm đi. Khi bạn giảm thị giác đi thì bạn sẽ không quan tâm đến những cái gọi là những cái nhãn hàng ở trên chai nước hoa nữa, mà mình muốn các bạn tập trung hết toàn bộ vào khứu giác. Như vậy ánh sáng và cả gam màu tối của mình nhằm mục đích là như vậy. Có nghĩa là chúng ta sẽ tăng hết cái đúng khả năng dạ. về khứu giác, tức là những cái giác quan của con người, những cái giác quan khác mình giảm nó đi, mình chuyển nó qua chế độ nghỉ đi để mình tập trung hết toàn bộ vào khứu giác để mình cảm nhận mùi hương được tốt hơn. Nhưng mà nó không tối đến mức là các bạn không nhìn thấy gì đúng. Mà các bạn vấp ngã đâu, nên các bạn cứ yên tâm đến trải nghiệm không gian ở đây. Mình cũng rất là ấn tượng với một cái không gian như này, tại vì thường thì chúng ta sẽ đến một cái không gian nó phải kiểu lồng lộn. Tại vì với mọi người thì nước hoa nó vẫn là một cái thứ có lẽ là khá là xa xỉ. Và nó cần bày trong một không gian nó phải nguy nga, tráng lệ kiểu như thế. Chứ bảo là đến thử cái mùi hương mà nói là không biết tên thương hiệu thì nó thật là cũng hơi khó cho những người mới. Dạ đúng. Và ở đây chắc chắn là kể cả các bạn có biết tên, đọc được tên thương hiệu, các bạn cũng không biết ở đây thương hiệu gì. Và chúng ta đang nhìn thấy khoảng tầm hơn chục mùi hương ở đây. Và với một cái thiết kế trông cũng rất đơn giản, nó cũng không có gì đặc biệt cả. Thì đây sẽ là những cái mùi hương mà Kim mang tới đây để chia sẻ. Và sau những cái mùi hương này thì nó sẽ có những cái câu chuyện đằng sau. Đó là cái lý do mà chuyên mục podcast mà mình đang cố gắng mang tới để giới thiệu với các bạn nhiều mùi hương và những câu chuyện ở đằng sau hơn. Thì chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nhé. Bây giờ mình có một cái câu hỏi dành cho Kim, đó là chúng ta thường có một thói quen, đó là chúng ta đi mua sắm và chúng ta mua sắm trải nghiệm nước hoa bằng cái việc là chúng ta đứng. Thế thì ở khi đến Kim thì có được ngồi như thế này không? Tại vì anh thấy là ở đây nhất là có hai cái bàn rất rất to. Và chắc chắn là cái việc ngồi trải nghiệm nó sẽ là một cái hay ho hơn ở Kim. Thì không biết là anh nghĩ như vậy thì có đúng không? Thật ra cái concept của cái cửa hàng của mình là co-smelling space, tức là mọi người sẽ cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện về mùi hương hơn là các bạn sẽ đi từng chai và các bạn thử. Vì cái theo suy nghĩ của mình, khi mà các bạn đến cửa hàng nước hoa bạn thử trực tiếp, thì khi bạn thử thì trong đầu bạn đã định hình chai nước hoa này bạn thích hay không thích. Và thật ra mình nghĩ những cái tư vấn của người bán nước hoa nó chỉ là phụ trợ thêm thôi, thì rất là khó thay đổi cái định kiến mà các bạn đã nghĩ trong đầu.
Vì vậy khi mà các bạn đến với cửa hàng của mình, các bạn ngồi xuống và mình sẽ không có tư vấn đơn thuần là mùi hương này sẽ thích hợp mùa đông, mùa hạ hay là thích hợp để đi nơi này nơi kia, mà mình sẽ nói về câu chuyện của chai nước hoa, của mùi hương, của nhà hương. Thì mình nghĩ cái cách đó nó sẽ mở ra một cái tiếp cận mới lạ hơn về cái nước hoa, những hiểu biết của mình chia sẻ đến các bạn. Trải nghiệm mới. Dạ. Trải nghiệm mua sắm mùi hương. Đúng, một trải nghiệm mua sắm mùi hương mới. Mà mình thấy là ở Việt Nam không có nhiều mô hình làm như thế này. Dạ. Thế thì bây giờ thôi coi như là anh một vị khách đi. Thì anh đấy là đang bày ra đây, ít nhất là chắc là có khoảng tầm 2 thương hiệu nhỉ? Dạ, 2 tại vì nhìn nó cũng thiết kế, nó cũng có sự khác nhau mà chúng ta dễ dàng nhận ra. Dạ. Thì em có thể giới thiệu qua một chút về 2 thương hiệu này không? Dạ. Ừ, 2 thương hiệu mình đang để ở trên bàn đây là thương hiệu Senyoko đến từ Pháp và thương hiệu Chorum Studio đến từ Scotland. Đây là thương, mình nói trước về thương hiệu Senyoko ha. Senyoko tuy là nhà hương của Pháp nhưng nó là một nhà hương fusion. Tức là fusion ở đây tức là kết hợp giữa Pháp và Nhật Bản. Thì founder của nhà hương này, chồng là người Pháp còn vợ là người Nhật Bản. Và cái concept nhà hương này là nó theo concept Nhật Bản Wabi Sabi. Concept Wabi Sabi tức là nó sẽ những cái điều căn bản trong cuộc sống thì nó luôn có những cái vấp ngã hay những cái lỗi nào đó, nhưng nó lại góp phần làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa và đẹp hơn. Thường những cái sai lầm trong cuộc đời nó lại là cái chúng ta nhớ tới. Còn nếu mà nó cứ ngang bình thì chúng ta lại không nhớ tới. Dạ. Nhưng mà tại sao em lại cho 2 thương hiệu lên đây? Thì nó có cái điểm chung nào không? Điểm chung của 2 nhà hương này là đều cùng một perfumer làm ra hết. À, dạ. Là một perfumer nghĩa là một nhà điều chế mùi hương. Dạ đúng. Làm 2 thương hiệu này. Thì thương hiệu còn lại thì nó xuất xứ từ đâu? Thương hiệu còn lại xuất xứ từ Scotland. À, thế là nó cũng không phải là từ Pháp hay là... Dạ đúng, nó là một đất nước hoàn toàn khác luôn. Ừ. Đây là một cái điều khá là mới mẻ ở trong cái việc mà các bạn trải nghiệm mùi hương. Tại vì thường thì chúng ta chỉ biết tới tên thương hiệu. Mà đúng ra thì những người làm mùi hương mới là những người mà chúng ta cần biết tới hơn. Dạ đúng. Và chúng ta thường bị, những người dùng bình thường thì bị một cái đó là chúng ta cứ bị follow, chạy theo cái thương hiệu đó có những cái sản phẩm nào. Ừ. Nhưng mà có một cái đó là khi các bạn tìm hiểu sâu hơn thì một thương hiệu nó có thể có rất nhiều perfumer làm mùi, và một perfumer làm mùi thì cũng làm cho rất nhiều thương hiệu khác nhau. Bây giờ ví dụ như này nha, thì ví dụ chúng ta biết tới thương hiệu của Hermès đi, hoặc là thương hiệu của những cái sản phẩm như kiểu Dior, thì những perfumer đằng sau, ví dụ như kiểu Francis Cushion chẳng hạn, thì ông cũng làm mùi cho Dior đúng không? Dạ đúng. Thì cũng ông cũng có một cái thương hiệu riêng, thì nó cũng là cái sự đồng điệu về perfumer, và ông có nghĩa là chính những perfumer đấy cũng có thể làm cho rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng, và ông cũng có những cái thương hiệu riêng. Thì đấy là cái điều mà em đang muốn chia sẻ trong bộ sưu tập này đúng không? Dạ đúng. Thì anh muốn hỏi qua một chút đó là về cái thương hiệu ở đây, thì thứ nhất là mình nhìn thấy thiết kế thì có cái câu chuyện nào về cái thiết kế không? Tại vì như số podcast lần trước thì anh có cái thương hiệu về diptych. Dạ. Thì nó có cái phần tem, cái diptych thì theo cái tiếng Hy Lạp nó cũng là bức tranh hai mặt. Ừ. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái tem của diptych đằng trước và đằng sau nó cũng khác nhau. Thì ở đây có câu chuyện nào về cái thương hiệu mà chúng ta đang tìm hiểu ở đây không? Đang nói về thiết kế đúng không? Ừ. Thiết kế thì Chorum Studio mình đang nói về thương hiệu này. Thì đây là một nhà hương trẻ và hơi hướng của làm mùi hương của nó sẽ theo kiểu hiện đại. Nên vì vậy khi mà bạn nhìn thiết kế chai của nó rất là cực kỳ đơn giản và tối giản. Nó, một phần thiết kế của chai lọ cũng sẽ phản ảnh đúng cái vibe mùi của cái nhà hương đó muốn làm. Còn về thương hiệu Senyoko các bạn thấy thì chai lọ của họ làm cũng rất là đơn giản, nhưng tuy nhiên với cái phong cách Nhật Bản, tức là các bạn người Nhật Bản thì họ rất là thường chú ý vào những tiểu tiết. Thì khi mà bạn cầm một cái chai Senyoko là bạn sẽ thấy thủy tinh của họ làm rất là chắc chắn và cực kỳ chắc chắn luôn. Thủy tinh này sẽ được gia công bởi hãng Severclass, tức là những hãng chuyên làm những cái chai rượu mà thuộc dạng fine quality á. Ừ. Và cả nắp chai thì đều được khắc theo cái concept là sự lên xuống của vòng đời của con người á. Anh thấy không? Cái nắp chai họ được khắc. Anh thấy những cái vân ở đây. Dạ đúng rồi. Rất là rõ rệt. Dạ. Và ở trên cái phần này còn in tên của thương hiệu. Đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại cả nếu mà bạn để ý được cái bạn thấy được cái hộp chai á
thì trên cái hộp chai họ sẽ vẽ cái concept của cái chai đó, của chai nước hoa luôn. Ví dụ chai nước hoa, ví dụ như là chai Miration, họ nó sẽ kể vào câu chuyện giữa con chim, sự liên hệ giữa con chim và cái cây, tức là nó thiên về tự nhiên á. Thì trên chai họ sẽ vẽ cái concept của cái chai đó, và cái hình vẽ này thì đều được thực hiện hoàn toàn bằng tay và thủ công, và họa sĩ phải mất khoảng hơn 200 giờ để thực hiện cái hình vẽ này trên chai. Wow. Yeah. Thế là chúng ta thấy là cái giá trị của những cái sản phẩm indie thì họ luôn luôn gửi gắm ngoài cái việc mùi hương. Yeah. Họ có mang tính nghệ thuật rất là nhiều. Đặc biệt đây nhá, ở cái nhà Zuru Studio này có một cái điều rất là lạ, đó là về cái phông chữ. Yeah. Bình thường người ta sẽ cố gắng có cái sự cân đối. Yeah, đúng. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phông chữ ở đây đánh tất cả là lùi về đầu dòng hết. Yeah. Tất cả những sản phẩm. Và cái này nếu mà bạn nào mà không biết thì chúng ta sẽ đọc có thể là hàng dọc. Dạ yeah, đúng. Đúng không? Cái này lúc ấy anh cũng mới để ý thôi. Mặc dù là anh cũng cầm qua vài sản phẩm của nhà Zurum rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình mới để ý đến cái phông chữ này. Nghĩa là người ta sẽ dột hết về đằng trước. Đấy là một cái điều mà có lẽ là chúng ta nghĩ rằng là đó là một cái lỗi. Dạ yeah, đúng. Thường thường tại vì trong đánh văn bản tách ấy, thì thường như thế là lỗi. Dạ yeah, đúng. Nhưng mà nếu mà để ý á, thì Zurum họ có hai bộ sưu tập. Một cái bộ sưu tập họ sẽ để dồn hết chữ về một phía, và một bộ sưu tập họ viết chữ như bình thường. Thì cái bộ sưu tập mà nó dồn hết chữ về một phía như thế này á, mọi thứ đều có nguồn cội, và từ đây nó sẽ bắt đầu đi. Từ nguồn cội nó sẽ bắt đầu ra như thế. Wow. Đây là một cái mà có lẽ là nếu mà bạn nào không thực sự để ý thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những cái câu chuyện mà những nhà làm hương người ta truyền tải vào ngoài. Tại vì chúng ta thực sự là, có nghĩa là khi mà bây giờ cái xã hội nó phát triển quá là nhanh, và cái nước hoa, cái người dùng nước hoa đang ngày càng mở rộng. Đúng. Thì chúng ta chỉ đơn giản là xịt cái mùi hương này lên người và để chai nước hoa đấy vào một góc. Chúng ta sẽ không bao giờ biết rằng là cái câu chuyện đằng sau người ta muốn gửi gắm là gì. Yeah. Đấy là cái điều mà có lẽ là các bạn trẻ hiện nay bị rất là nhiều. Yeah, đúng. Là chúng ta bị quá là nhanh ấy. Mọi thứ trên mạng nó nhanh quá, nên là chúng ta không để ý đến những cái mà người ta gửi gắm vào mà một cách rất là khéo léo và gần gũi. Thì đây, đây là một cái điều mà mình thấy rằng là rất là hay ho. Thế còn bộ sưu tập này? Bộ sưu tập này thì nó chỉ đơn thuần là cảm hứng của perfumer khi đến những cái vùng đất trên cái vùng đất quê hương ông. Ví dụ như là màu đỏ nó sẽ tượng trưng cho một cái nơi nào đó mà ông đi qua, màu vàng, màu tím cũng vậy. Ví dụ như màu cam thì nó sẽ cảm hứng, nó có tên là fire water, có nghĩa là ông lấy cái cảm hứng khi mà ông dạo chơi trên bãi biển và khi ông đốt lửa trại. Thì đó, thì cái màu cam này nó cũng phản ánh được cái lửa. Màu sắc. Dạ đúng rồi, cái màu sắc mà khi mà ông đang ở trên bãi biển mà buổi tối và ông đốt lửa trại lên. Ở đây anh còn nhìn thấy có màu vàng. Dạ, màu vàng thì nó, cái concept của nó là rất là đơn giản. Nó chỉ là một bông hoa dại mọc trên đường mà khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua. Thì mùi hương thì nó có những cái, nó không cần phải quá cao siêu hay là những cái xa vời, mà nó là những cái mà chúng ta, những cái đơn thuần nó đi ngang qua đời sống của mình và nó để lại cho mình ấn tượng ngay tại cái giây phút đó. Thế thì bây giờ nhé, còn mình còn một cái thương hiệu nữa ở đây. Dạ. Thì thương hiệu này thì cái concept của nó ra sao? Tại vì anh nghĩ rằng là khi mà những nhà mà làm hương ấy, họ làm cho những cái thương hiệu riêng thì họ cũng sẽ có những cái concept rất là riêng để có thể gọi là thống nhất những cái sản phẩm và nó tách biệt khác hẳn. Chứ không thì kiểu cứ giống nhau. Dạ. Thì nó cũng bị nhàm chán. Dạ. Thì anh không hiểu là cái nhà này thì họ có cái concept gì không? Concept của nhà Senjuku này thì nó sẽ nghiêng về văn học. Tức là nó, họ sẽ dùng mùi hương để tả lại một tác phẩm văn học nào đó. Hoặc là những vở kịch opera đã kinh điển. Thì khi thưởng thức nhà hương này, mình sẽ không thưởng thức theo kiểu bình thường. Tức là mình xịt lên xong rồi mình thấy nó sẽ thích hợp sử dụng để đi chơi hay là xuân hạ thu đông gì đó. Nó sẽ không có đơn thuần là như vậy. Hoặc là có những bạn chơi hương lâu á, thì khi bạn xịt lên, các bạn sẽ bắt đầu cái thói quen của người chơi hương là sẽ tìm những cái nốt hương nào mà ta phân tích ra. Thì cái nhà hương này nó lại không như vậy. Mà khi các bạn xịt cái mùi hương của Senjuku lên, các bạn sẽ bắt đầu liên tưởng đến câu chuyện mà nhà hương này muốn kể. Thì từ đó các bạn sẽ thấy có cái liên hệ giữa mùi hương và câu chuyện và văn học ở trong đó. Wow. Cái này là thực sự là phải cần có những người gọi là vừa kinh doanh vừa truyền tải được. Chứ không, cho nó thật là như anh nhé. Thì anh được biết tới là một người review về mùi hương. Yeah. Thì anh sẽ cố gắng truyền tải nó theo một cái gọi là cái hình ảnh nào gần gũi nhất. Yeah. Nhưng mà nếu như mà mình không biết, không được hướng dẫn là mình đến đây mình chỉ đơn giản là mình xịt lên người, mình đoán xem nó nốt hương gì.
hoặc là kiểu khi mà mình không đoán được thì mình cũng đi tìm trên là cái thành phần. Dạ. Thì không ai hướng dẫn mình về câu chuyện là à anh phải cảm nhận nó là một cái tác phẩm văn học. Dạ. Thì bạn phải đọc qua cái tác phẩm văn học. Dạ. Đấy, bạn phải thấy được những nhân vật ở trong đấy hay là cái nội dung đã truyền tải là gì thì các bạn mới cảm thụ được những cái mùi hương này. Thì đấy là một cái, có lẽ là một cái ranh giới của những người chơi hương, nó sẽ khác với những người sử dụng bình thường. Dạ đúng, nói cách khác thì văn học sẽ được kể lại bằng ngôn từ, bằng những vở biên kịch, còn đây thì văn học sẽ được kể lại bằng qua mùi hương. Thì đây là cái concept của Senyoko, họ làm hương là như vậy. Đây là một cái điều rất là mới mẻ. Thực sự bây giờ mình ngồi đây thì mình mới biết. Tại vì cũng có biết qua về nhà Locate thì cũng có thể hiện qua những cái bản nhạc. Dạ đúng. Thì ở đây chúng ta lại thể hiện qua một cái gọi là văn học. Thì cũng sẽ có những cái vở bi kịch đúng không? Dạ đúng. Sẽ có những cái mùi hương nó khá là khó ngửi. Thế thì ở nhà hương này thì theo em là có sản phẩm nào gọi là mọi người có thể dễ dàng tiếp cận nhất? Dễ dàng tiếp cận nhất thì em nghĩ dễ tiếp cận nhất là sẽ có mùi hương Miration de, chữ này đọc sao ạ? Tiếng Pháp. Mùi hương mình để tên ở dưới. Thôi thì đừng, chúng ta bỏ qua phần này tại vì hai đứa đều mình cũng mới học về tiếng Pháp được có mấy tháng thôi. Thế thì về cái sản phẩm này, nó sẽ là một tác phẩm tình yêu hay là một bi kịch? Tác phẩm này thì nó không nghiêng về tác phẩm tình yêu hay là bi kịch gì hết, nó chỉ kể về câu chuyện của một người câu chuyện của người Nhật Bản. Thì câu chuyện này nó họ kể về mối liên kết giữa con chim và cái cây. Thì mình có thể tưởng tượng, mình có thể nghĩ theo cái hướng là đây là hai người bạn thân cùng gắn bó với nhau và cùng cộng sinh với nhau. Đến một lúc nào đó khi mà một trong hai người không còn nữa thì cái sự dây dứt của người kia và những gì người mất để lại thì nó sẽ đều thể hiện qua trong mùi hương này. Anh thì anh lại không thích chim và cây rồi là anh thích nó phải tình yêu một tí. Thì ở nhà này có tác phẩm tình yêu nào không? Nhà này có một tác phẩm tình yêu nhưng mà nó lại là tình yêu trong bi kịch nha. Tình yêu trong bi kịch. Thì cái bi kịch nó được thể hiện qua mùi hương như thế nào? Tức là khi bạn ngửi mùi hương, ngửi cái chai này nè, bạn sẽ có cái cảm nhận giống như là những cái cánh hoa mà họ đã bị vò nát đó, giống như là tình yêu mà nó trải qua những cái vùi dập, những cái đau thương đến tột cùng á. Khi bạn ngửi cái chai này, lúc đầu thì cái hoa của nó open, nó rất là đẹp, rất là trong, rất là sáng, giống như là những cái bông hoa tươi. Nhưng mà khi trải qua cái chu kỳ mùi hương á, mùi hương nó sẽ bắt đầu trở nên dập đi, giống như là cánh hoa mà đã bị vò nát, giống như tình yêu của các bạn đã bị người khác giẫm đạp lên vậy. Chắc là kiểu bị gia đình phản đối hay là vì một cái lý do gì đấy không đến được với nhau. Tại vì thực ra thì mình ngửi cái mùi hương này, top note nó rất là mềm mại, nó rất là yêu đời. Nó kiểu ở chắc là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Dạ đúng, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Thế là tí nữa anh phải xin thử một shot để xem là nó day dứt đến mức như nào. Tại vì thời điểm này tôi cũng đang hơi day dứt về tình yêu một tí. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe Kim chia sẻ rất là nhiều những cái câu chuyện từ cái phần thiết kế, từ những cái vân để nói đến những cái khúc của cuộc đời, rồi đến cái thiết kế phải có nguồn gốc. Thì anh muốn hỏi một xíu đó là hiện nay thì cái xu hướng dùng nước hoa ở Việt Nam nó đang bị chạy theo trend khá là nhiều. Đôi khi chỉ cần là một vài người nổi tiếng cầm một vài chai nước hoa lên thôi mà mọi người bị chạy theo cái xu hướng đấy. Và mọi người quên mất cái câu chuyện mà gửi gắm đằng sau. Tại vì với bọn mình, với những người ngồi đây thì bọn mình coi mùi hương là một nghệ thuật. Thì không hiểu là Kim có cái suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề đấy. Với cái suy nghĩ của mình thấy hiện giờ các bạn đang mua mùi hương dựa trên những cái review. Nói cái này thì không biết có đụng đến anh Kiên không ha, tại anh Kiên cũng chuyên về review mùi hương á. Thì các bạn đến với mùi hương là từ những cái lời review của những YouTuber hay là những seller. Thì đó cũng là một cái mặt tốt mà khi mà họ muốn truyền tải mùi hương đến cho mọi người. Nhưng mà với mình á, thì mình đến với một mùi hương dựa trên nhiều khía cạnh. Thứ nhất là concept của mùi hương đó, thứ hai là performer đứng sau mùi hương đó là ai, và thứ ba là concept của nhà hương đó hướng tới. Thì đây là ba cái yếu tố mình đặt ra khi mình quyết định mình muốn mua một mùi hương nào đó, chứ không hẳn là mình sẽ dựa hết toàn bộ, mình sẽ quyết định dựa trên review của một người nào đó. Tức là cái review đó nó chỉ giữ một cái vị trí phụ trong cái quyết định của mình thôi. Giống như khi mà
anh được nói chuyện với những bạn mà tìm hiểu về những cái mùi hương, những cái nhà hương mà người ta sưu tập kiểu nguyên lai, nguyên bộ sưu tập ấy, thì người ta rất là hiểu những câu chuyện đứng đằng sau. Thí dụ như kiểu phần đầu anh có bạn Phúc, bạn ấy kể về Deep Tích. Sự là có những cái câu chuyện mà mình chưa bao giờ mình nghe. Thì hôm nay đến đây thì được trải nghiệm hai thương hiệu nhưng mà lại từ một perfumer. Và nó cũng cho thấy rằng là hai cái thương hiệu ở đây thì nó cũng mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Thì chúng ta cũng có thể cảm nhận rằng là một người làm điều chế mùi hương đã có thể có khá là nhiều những cái nhân cách khác nhau để người ta có thể vẽ nên một phần nào đó về cái trải nghiệm trong một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời. Đấy là một cái mà mình thấy rằng là đúng thật là mình phải phát triển cái mảng podcast này hơn, vừa để học bản thân nghe những câu chuyện mới và vừa để các bạn hiểu hơn về cái tính nghệ thuật ở trong mùi hương. Tại vì có những cái người review viết rất là hay, rất là bay bổng, thì những người đọc bình thường, những người mà người ta chỉ vào để người ta à xem ông này ông review mùi thế nào, thì ông nghe những cái từ như là liên quan đến bài thơ hay là kiểu một bi kịch thì người ta kiểu ơi lươn và ông này kiểu mùi bad boy, mùi sát gà hay cái là thế là người ta là sẽ mua. Thì bọn mình khi mà mình kết hợp những cái mảng podcast từ khách mời trước, khách mời lần này và những khách mời lần sau, thì bọn mình muốn giúp cho người xem và giúp cho những người nào tìm kiếm mùi hương có một cái hiểu thật là sâu sắc. Tại vì khi mà các bạn hiểu về cái thứ mà các bạn mặc lên người ấy, thì các bạn đi kể những câu chuyện đấy cho người khác nó cũng sẽ hấp dẫn hơn và tự nhiên các bạn cũng sẽ trở nên phong phú và thu hút hơn rất là nhiều. Giống như là khi các bạn bước đến một tác phẩm á, một bức tranh nghệ thuật nào đó, thì các bạn phải dừng lại và các bạn ngẫm nghĩ, thì mùi hương nó cũng vậy. Khi các bạn đứng trước một mùi hương thì các bạn phải dành, phải dừng lại và phải thử đặt mình vào, đúng, các bạn phải đặt mình vào câu chuyện mùi hương, đặt mình vào cái concept của mùi hương, và các bạn phải đi theo cái chu kỳ của mùi hương là từ đầu cho đến cuối, và nó đã trải qua những cái nốt hương như thế nào để nó hình thành nên cái câu chuyện, nó truyền tải concept như thế nào. Thì đó là một trong những cái gu, gọi là mình hay gọi là gu nghệ thuật chơi hương, là nó từ đó. Giống như kiểu khi mà mua một sản phẩm chưa biết gì về phải đọc hướng dẫn. Dạ đúng rồi. Có cái là chúng ta cứ vứt cái quyển sách hướng dẫn đi một chỗ khác, và chúng ta tự mày mò đến lúc mà chúng ta hỏng. Chúng ta không được trải nghiệm những cái sản phẩm đấy nó một cách tốt nhất. Thì đấy là cái mà mình và Kim rất là muốn chia sẻ, mặc dù là cũng rất là cố gắng tìm những từ ngữ để có thể miêu tả những cái mùi hương ở đây, nhưng mà thực sự là ở cái mảng niche và indie nó là những cái câu chuyện mà có thể ngay mình và Kim ở đây cũng chưa bao giờ được cái trải nghiệm, cái cảm giác ví dụ đứng ở trên một cái đỉnh núi tuyết. Dạ đúng. Đúng. Đấy, rồi chúng ta tận hưởng một cái mùi hương, hay là chúng ta ít nhất là chúng ta hiểu những cái tác phẩm nghệ thuật này, tại vì chúng ta cũng chưa bao giờ được nghe những cái tác phẩm nghệ thuật này như thế nào. Nhưng mà mình mong đây là một trong những cái động lực khiến cho các bạn là khi các bạn nghe cái podcast lần này, các bạn nghe những cái giới thiệu từ Kim, thì các bạn sẽ tìm đến những cái sản phẩm ở đây. Tại vì tất cả các thứ từ mùi hương cho đến kể cả về thời trang, kể cả những tác phẩm văn học, thì nó đều liên quan đến nhau, đều ảnh hưởng bởi cái yếu tố lịch sử. Nên là đấy là cái mà mình rất mong các bạn có thể trải nghiệm ở trên một góc độ đa chiều nhất, và bọn mình cũng sẽ cố gắng mang tới những cái buổi podcast tiếp theo hay ho hơn về những cái câu chuyện về những cái nhà hương mới mẻ hơn. Và nếu như các bạn thích cái chuyên mục ngày hôm nay, hay là các bạn đang tìm một cái không gian trải nghiệm những cái mùi hương đặc biệt để chúng ta đến một cái không gian mà tối om, cần thì các bạn bảo là tắt đèn đi cũng được, đóng cửa vào, hay là đi mò nước hoa ở đây cũng được, để ngửi thì nó cũng là một cái rất là hay. Tại vì đúng thật, khi mà chúng ta mất hết tất cả khứu giác thì đôi khi chỉ còn mỗi thính giác và khứu giác thôi, đó là cái mà chúng ta có thể cảm nhận một cách rõ rệt nhất. Thì đây cũng là một cái concept rất là hay mà các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình cũng lặn lội vào đây khi mà được biết tới Kim, thì mình để muốn nghe thêm câu chuyện. Và nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là một cái nơi mà các bạn nên trải nghiệm. Địa chỉ bao nhiêu nhỉ? Địa chỉ của mình là 82/16 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp. À, xẹt. Ok. Tìm địa chỉ xẹt nghe hơi khó. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu như các bạn thấy hay, hay là các bạn muốn mình làm những cái nhà hương nào khác, những câu chuyện xung quanh, thì các bạn hãy chia sẻ bằng cách là bình luận ở phía dưới, và đừng quên việc like, share, ấn nút chung theo dõi, nhận được những cái video mới hơn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn lại. Bye bye.